Để đi em ơi, phòng làm việc này. Màn hình em hỏng rồi anh ạ. Thì màn hình hỏng gì, mới mua mà. Còn cả cái cây này nữa, cái cây này em dùng lâu lắm rồi, thì lúc em đẻ ra. À đây, bọc cả nấm ấy này. Nấm thì hỏng này thì làm việc nào? Thì em có biết đâu, anh xem thế nào đầu tư cho em xem. Thì à, trong phòng anh đang có con iMac 2021 kìa. Nếu chỉ lễ phẩm mình mới lấy về của sếp đấy các bạn ạ. Như ở đầu video mọi người có thấy thì cái bàn làm việc của mình khá bé, khi mà nó phải chứa cả một cái màn hình và cả một cây máy tính. Từ đó mình sẽ cảm thấy cái không gian làm việc của mình rất là bí bách. Tuy nhiên từ khi thó được con máy của sếp về, con iMac 2021 đó, thì cái diện tích làm việc của mình nó đã tiết kiệm đi rất nhiều. Mình chỉ cần đặt một cái màn hình máy tính lên là xong. Cùng với đó một cái bàn phím nhỏ gọn như thế thì tiết kiệm hơn rất nhiều về diện tích đúng không? Và nếu mọi người muốn có cái không gian làm việc như mình, tiết kiệm diện tích hơn, thì có thể tham khảo thêm các dòng iMac đang có ở Mac One. Tại Mac One đang có các sản phẩm iMac từ 2015, 2017, 2020 và cả 2021. Riêng bản 2021 thì có rất nhiều màu cho mọi người nhá. Đường link mình sẽ để phía bên dưới để mọi người tiện truy cập. Từ các đời iMac trước dùng chip Intel thì cái con All-in-One này nó đã tiết kiệm diện tích, nhưng cái thiết kế của nó hơi bị lồi ra và khiến cho chúng ta khi mà đặt phạm vào sát tường ấy, nó sẽ hơi bị cộm một xíu. Và đến năm 2021 khi mà sử dụng cái chip nhà làm được thì đương nhiên là Apple sẽ làm cho con máy mình mỏng đi. Như thế thì người dùng vừa thích hơn mà thiết kế của nó cũng đẹp hơn đúng không? Cụ thể là cái thiết kế này đã có cái độ dày là 11.5mm, một độ dày không tưởng cho một con máy để bàn đúng không? Và tuy là như thế nhưng cái hiệu năng của nó vẫn đảm bảo được cho mọi người nhé. Từ làm văn phòng đến là dựng phim, làm ảnh, làm nhạc vẫn làm được hoàn toàn ok. Cái độ mỏng này mình rất là thích, khi mà cả con E2022 và con iMac M1 này đều có cái ngôn ngữ thiết kế chung là làm nó hơi vuông một xíu, đảm bảo cho cái sự tối giản trong cái yêu cầu của mình. Và có thể là rất nhiều các bạn đang xem ở đây cũng thích cái thiết kế vuông vắn như thế này. Nó cho mình thấy một cái sự thanh lịch mà nó vẫn rất chuyên nghiệp. Và khi mà để trong một cái không gian làm việc như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn trong việc nhìn vào chiếc màn hình này đúng không? Cái đời iMac 2021 này người ta rất là thích, và ngay cả mình cũng như thế, về cái phần thiết kế của nó, về màu sắc của máy có rất nhiều màu sắc cho mọi người tùy chọn, từ xanh này đến trắng rồi hồng rồi vàng, rất nhiều màu sắc. Và bản mình chọn đây là màu xanh, nó là chọn thực ra là thó của sếp. Ok, vậy thì ngoài cái việc màu sắc ra thì cái thiết kế của nó, ngôn ngữ thiết kế của cái phiên bản này nó đã làm vuông hơn, nói là mỏng nhá, đã mỏng rồi, và nó làm cái màn hình nó cũng vuông hơn so với các cái đời trước nữa. Thì chúng ta thấy một cái sự tối giản tốt hơn nữa đến từ Apple. Và cái thiết kế như thế này sẽ cho chúng ta cảm thấy một cái sự chuyên nghiệp hơn trên một con iMac ở năm 2021 đúng không? Ok, về thiết kế như vậy là 10 điểm rồi. Còn về màn hình thì sao? Cái thứ mà chúng ta sẽ tiếp xúc nhiều nhất khi sử dụng iMac. Mình so sánh với các đời trước nhá, những cái đời 2015, 2017, Apple sử dụng màn hình 4K trên những chiếc máy 21,5 inch. Và đến bây giờ, màn hình đã cải thiện hơn khi từ 21,5 inch lên 24 inch. Độ phân giải cũng được cải thiện từ 4K lên 4,5K. Trong quá trình mình sử dụng con máy này thì gần như là tất cả các cái hình ảnh hiển thị lên đều là sắc nét và màu sắc cực kỳ chân thực, đúng chất của Apple luôn. Từ việc xem phim Netflix này, xem YouTube này, hay là làm việc chỉnh sửa video, chỉnh sửa ảnh, tất cả màu sắc đều ok và gần như là mình chưa phải cân màu lại cái màn hình này lần nào cả. Chính vì có một cái màn hình đẹp như thế mà mình đã cải thiện được cái hiệu suất làm việc của mình. Ngày trước mình làm việc phải nói thật là lười đi, vì nó cũng có cái điểm gì thu hút đâu. Màn hình LCD ở cái máy cũ nó gần như không mang cho mình cái trải nghiệm nào thật sự là tốt cả. Và mình làm việc nó chỉ đến được khoảng 3 đến 4 tiếng thôi. Còn đối với con iMac 2021 này, mình làm việc 6 đến 8 tiếng liên tục, làm liên tục luôn đấy. Màn hình đẹp thế mà không làm việc thì hơi phí, nhưng không hề mỏi mắt như là cái con LCD kia. Tại vì sao nhỉ? Bởi vì nó có chu tông. Từ năm 2021, Apple đã trang bị lên chiếc màn hình của iMac công nghệ chu tông, tức là có thể điều chỉnh được màu sắc và cường độ ánh sáng khi mà chúng ta làm việc để thích ứng với mắt và cả môi trường xung quanh nữa. Như thế là mình làm việc không hề mỏi mắt.
Và bằng chứng là làm việc từ 6 đến 8 tiếng, cải thiện hơn rất nhiều so với ngày trước khi mà 3 tiếng rưỡi 4 tiếng là bắt đầu lười rồi. Mọi người thấy mình khen về iMac quá nhiều đúng không? Bây giờ chê nhá. Khen là một điểm thôi, còn chê thì vẫn phải chê. Khi mà trên một cái màn hình lớn như thế, 24 inch, đột phá về thiết kế, màn hình cải thiện về độ phân giải, nhưng Apple lại cắt đi không cho chúng ta màn hình 120Hz, trong khi trên con iPad 2021 M1 đã có 120Hz rồi và sử dụng nó mượt mà quá. Khi mà đã mua sắm một cái thiết bị Pro như thế, sử dụng quen 120Hz, quay lại trên con iMac lại thấy nó 60Hz thì chán lắm. Đấy, một cái điểm chê. Cái này không phải nhỏ đâu nhá. Khi mọi người nhìn trên một cái màn hình lớn như thế, đòi hỏi thêm 120Hz là đúng đắn. Vì mình bỏ tiền ra mà, mua cả cái thiết kế mới, mua cả về màn hình mới mà không cho nổi cái 120Hz thì chê. Vừa mới chê cái màn hình 60Hz xong thì Apple bù đắp cho chúng ta lại cái hiệu năng khi mà đưa con chip M1 vào trong chiếc iMac 2021 này. Về hiệu năng của M1 không phải chê gì luôn. Đến tận thời điểm này ra mắt M2 rồi mà M1 nó vẫn còn đang gọi là đỉnh luôn thì không có gì để chê trên con iMac 2021 này cả. Khi mình làm các tác vụ văn phòng như là Word, Excel hay PowerPoint thì chưa hề cảm thấy có hiện tượng giật lag nào cả. Dù cho nó vẫn hơi bị nhảy bàn phím nhưng cái đó là do Office thôi, nó chưa tối ưu vào trong Mac nhiều nên là dùng nó hơi bị chậm chậm một xíu, không có vấn đề gì cả. Và mình phải hỏi kỹ hơn về sếp mình khi ngày trước anh ấy dùng như thế nào để xem cái trải nghiệm của mình có chính xác hay không. Và anh ấy cũng đưa ra như thế, chưa bao giờ anh ấy chê về tác vụ văn phòng ở trên máy cả và anh ấy sử dụng cực kỳ ngon. Còn về mình làm video cho mọi người xem thì về chỉnh sửa video thì sao? Render video vẫn tốt khi mà bên trong máy có hai quạt tản nhiệt. Chip M1 có hai quạt tản nhiệt nghe giống Pro M1 đúng không? Đúng, hiệu năng nó cũng như thế. Khi mình đặt cạnh con M1 và con iMac gần như là nó cho ra cái hiệu năng tương đương nhau, không có chênh lệch quá nhiều. Nói chung đánh giá về hiệu năng nhá, làm việc văn phòng chuyên nghiệp, anh em nào vẫn đang học đại học, học về kinh tế thì thừa sức cần luôn. Còn về việc chỉnh sửa ảnh hay làm video thì các anh em nào mà làm video ngắn khoảng dưới 20 phút hoặc là làm video nó không phải liên tục, không bị dí deadline như mình thì làm ok thôi, vẫn chọn được em 2021 này. Còn nếu mà làm project nhiều liên tục ấy thì hướng đến con M1 2021 bản 14 16 inch ấy, dùng chip M1 Pro với cả M1 Max thì mình nghĩ sẽ hợp lý hơn. Về camera và loa thì mình đánh giá qua thôi nhá, vì căn bản mình không sử dụng hai cái này nhiều lắm. Về cái loa của nó, mình đánh giá là hay so với cả một cái máy all-in-one như thế này hoặc là so với một cái laptop. Cái chất âm của nó cho ra tách bạch hoàn toàn, khi mà các cái chất âm nó không bị cái thì nhỏ quá, cái thì to quá, nó đồng đều với nhau. Và cái âm bass đánh ra, mình là người hay nghe EDM và cái âm bass đánh ra của nó rất hay, rất trầm. Còn về camera thì sao? Cái này mình sử dụng ít nhất nên mình đánh giá cũng có thể là không giống mọi người. Mình sử dụng camera, mình thấy đẹp, phải nói là đẹp. So với cả một cái màn hình có webcam hay là so sánh với cả một cái laptop thì đây là chất lượng ảnh quá đẹp rồi. Bằng chứng đây nhá. Tuy nhiên mình không sử dụng cái cam này vì căn bản là họp qua Zoom hay qua Team mình tắt cam. Hoặc là mình để cái vị trí máy nó khá cao nên cái camera này nó không có tác dụng gì với mình cả. Và khi dùng để hội họp thì mình vẫn dùng iPhone nhiều hơn. Còn tùy vào mọi người đặt máy vào vị trí như thế nào để sử dụng cái cam này cho tốt nhá. Một con máy ngon thế này thì lại phải đặt ra một cái bài toán kinh tế rồi. Mình có ở đây một con Mac Mini, màn hình, chuột, bàn phím, một con iMac. Con iMac này thì khi mua mọi người sẽ có luôn cả máy, bàn phím và chuột rồi. Ok, đến với cả Mac Mini trước. Mac Mini nếu mà chọn cái bản M1 nó sẽ rơi vào khoảng 16 đến 17 triệu. Mình chọn bản 16 triệu đi. 16 triệu cho cái bản này. Màn hình mà để so sánh được với màn hình 4.5K trên iMac 2021 thì nó cũng phải rơi vào cỡ 7 triệu đấy. Là 24 triệu rồi đúng không? Thêm tiền bàn phím và chuột nữa, nó loanh quanh khoảng 26 triệu đến gần 27 triệu. Cái con Mac Mini này khỏe, đúng. Tiện dụng có. Tuy nhiên thì đặt thêm một cái Mac Mini vào, đặt thêm một cái màn hình vào, đặt thêm một cái bàn phím, một cái chuột vào nữa, cồng kềnh hơn nhiều đúng không? Chuyển sang iMac, khi mà iMac chỉ có đúng một cái màn hình, không có thêm một cái cây ở nữa như là Mac Mini và bàn phím và chuột ở bên trong
xin lỗi, bên trong con iMac 2021 nó được làm mỏng và tiết kiệm không gian hơn nhiều. Vậy nên đánh giá của mình, theo quan điểm cá nhân, iMac 2021 vẫn là sự lựa chọn ok nhất. Ok, tổng kết về video vừa rồi, mình đã đánh giá qua cho mọi người về cái việc sử dụng máy của mình, iMac 2021 trong vòng gần một tháng qua và đã có sử dụng của sếp mình rồi. Hy vọng là qua cái trải nghiệm này của mình sẽ mang lại cho mọi người những cái đánh giá tích cực và tốt nhất về iMac 2021 và để mọi người có quyết định lựa chọn sáng suốt nhất nhé. Đường link về iMac 2021 mình sẽ để ở phía bên dưới, giống như các cái sản phẩm mình đang có là iMac 2015, 17, 20 đang có tại Mac One. Cảm ơn mọi người và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.